trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian qua nhiều vụ cháy chung cư liên tục xảy ra, càng khiến cho nhiều cư dân sống tại các chung cư, căn hộ tập thể thêm phần lo lắng và bất an. Hiện Hà Nội có không ít chủ đầu tư khi xây dựng chung cư chỉ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bán nhà và thu được tiền, mà xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thậm chí nhiều tòa chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã dồn dân vào ở. Để bảo vệ tính mạng của người dân và giải pháp nào cho thành phố Hà Nội để hạn chế cháy nổ tại các chung cư, nhà cao tầng, tất cả vấn đề này sẽ được phân tích trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, tính đến ngày 2 tháng 4, địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 29 công trình vi phạm, trong đó 15 công trình khó có khả năng khắc phục. Tình hình cháy nổ trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại chung cư Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam Vietradico làm chủ đầu tư. Những cư dân đang sinh sống ở đây do quá bức xúc trước thái độ thờ ơ của chủ đầu tư nên đã căng băng rôn khẩu hiệu tiếp tục tố chủ đầu tư không công khai văn bản xác nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp nhận công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước cư dân. Thực tế thì ở cái khu căn hộ Golden, những cái tòa nhà Golden West này thì cái phòng cháy chữa cháy cũng chưa được chú trọng, cũng rất nhiều lần thấy được nghiệm thu nhưng mà thực tế là cũng chưa được nghiệm thu. Tức là cũng có mời cùng bên đơn vị đến nghiệm thu nhưng mà cũng chưa đảm bảo để mà người ta nghiệm thu. Tôi và tất cả những người dân ở đây đều rất lo về cái công tác phòng cháy chữa cháy của cái tòa nhà này. Với những lý do như này, thứ nhất là chủ đầu tư thi công không đúng thiết kế ngay từ đầu. Thứ hai là khi mà các cơ quan chức năng vào kiểm tra và đề nghị làm lại theo cái thiết kế ban đầu thì cái việc mà tổ chức để mà triển khai làm lại cho đảm bảo yêu cầu thì chủ tư quá chậm. Còn đây là những hình ảnh được ghi nhận tại chung cư G9 thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Hệ thống thang máy của tòa nhà là 6 thang nhưng đến thời điểm đã hư hỏng 3 thang, không thể hoạt động. Cùng với đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy cũ kỹ, khiến cho người dân cũng sống trong lo sợ khi có hỏa hoạn xảy ra. Ở trên đây thì mấy lần là cũng bị, có 2 lần bị cũng lại hỏa hoạn rồi. Nhưng mà nó chỉ cấp độ nhẹ thôi, cũng chạy tán loạn lên chứ không phải ấy. Còn đâu là cũng kiểm tra, tôi nói thật, ở đây kiểm tra về cái hỏa hoạn đấy thì là rất là nguy hiểm. Có một lần ấy, cháy ở cái nhà rác, nó bốc lên. Bốc lên chủ yếu nó bị khói, chứ còn nó là cái lửa thì nó không ấy, nhưng mà khói nó làm là đã thế là khổ rồi. Đèn hết cả ấy, nên ra là rất là nguy hiểm. Thanh niên của nó còn chạy được, người già trẻ con chạy đâu. Dân ở đây, nhất là chúng tôi, dân, người dân và ban quản trị, đồng thời tổ dân phố đã kiến nghị nhiều lần về cái tình trạng phòng cháy chữa cháy ở đây không ổn định. Ví dụ như các vòi van bây giờ là không có nước, thế thậm chí bây giờ mà thở, nếu anh thậm chí vào ngay những cái vòi đây là không có nước, mà nước ở đây thì sử dụng là ba bể ăn, kể cả có thể là khi có nước, có thể nếu có nước mà cứu hỏa thì cũng được, nhưng mà với cái sức đó không đủ nước để mà phòng cháy chữa cháy. Như các bình cứu hỏa cứ thay đổi như này, thử bây giờ cháy thì dân không biết kêu ai. Ở đây đã xảy ra 2 vụ cháy. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội mà hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu hoặc xuống cấp nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng của cư dân bất cứ lúc nào. Vừa qua, ngay tại cuộc họp báo chính phủ tháng 3, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong 3 tháng qua, cả nước đã có 1.000 vụ cháy nổ xảy ra, làm 33 người chết, 66 người bị thương, tập trung ở các thành phố lớn, làm cho tài sản của người dân, doanh nghiệp thiệt hại rất lớn, là bức xúc lớn trong xã hội. Có thể nói là bức xúc trong xã hội và rất quan tâm của Thủ tướng. Với tinh thần ý, là Thủ tướng giao cho các bộ chức năng, giao cho các chính quyền của các tỉnh, thành phố với chức năng của mình là yêu cầu rà soát kiểm tra toàn bộ cái này,
Hôm nay có đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Anh Hùng dự, cái tinh thần như thế. Tức là cái tỷ lệ mà các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy cháy rất thấp. Rất thấp. Phải nói rất thấp. Thế từ đó yêu cầu là kiểm tra, rà soát toàn bộ lại cái công tác đảm bảo phòng cháy cháy. Cùng với đó, ngày 3 tháng 4, tại hội nghị giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, đến nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu đến cuối tháng 2 năm 2018 phải tiến hành khắc phục toàn bộ công trình vi phạm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, nên đến nay mới có thêm 2 công trình vi phạm hoàn thiện việc khắc phục. Hiện Hà Nội còn 29 chung cư chưa được thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy chỉ từ 50 đến 80 triệu đồng. Đây là mức xử phạt quá nhẹ khi liên quan đến tính mạng của hàng nghìn con người tại một tòa nhà chung cư. Ngoài ra, ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy còn rất thấp. Chính những lý do này đã khiến cho vi phạm ngày càng phát sinh và tồn tại kéo dài, đẩy nguy cơ cháy nổ tại các chung cư Hà Nội, nhất là những chung cư mới, lên mức báo động. Mặc dù theo quy định của các cơ quan chức năng không được đưa dân vào ở khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên rất nhiều chung cư hiện nay chưa nghiệm thu vẫn cho dân vào ở. Trong khi đó, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ chỉ từ 50 đến 80 triệu đồng, còn chi phí hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy lên tới hàng tỷ đồng. Chính vì vậy, nhiều chủ đầu tư chọn phương án chấp nhận chịu phạt. Cái mức phạt hiện nay kể cả quy định ở trong ấy thì nó chỉ có ý nghĩa hành chính. Tuy rằng tiền nhiều có đến mấy trăm triệu, nhưng mà tôi lãi vì cái vi phạm mà tôi lãi hàng bao nhiêu, hàng mấy trăm tỷ thì mấy trăm triệu đáng gì. Cho nên là không có ý nghĩa gì răn đe cả. Với cái hiện trạng vi phạm rất nhiều như thế mà chúng ta chỉ có sự xử phạt là gì? Là đến 20-30 triệu. Tôi thấy rằng con số đó nó không đáng là bao so với việc là gì nếu chủ đầu tư cố tình vi phạm. Việc kiểm tra của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được tiến hành theo định kỳ, chuyên đề hoặc kiểm tra đột xuất. Do vậy sẽ không thể bao quát và theo dõi sát sao bằng chính các chủ đầu tư, ban quản trị và cư dân sống hàng ngày. Trong khi đó, theo thống kê của cơ quan phòng cháy chữa cháy, hiện vẫn còn tới 5% chung cư xây dựng mới chưa thành lập ban quản trị nên chưa thể triển khai quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tới cư dân. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến 2% phí bảo trì chung cư chưa được sử dụng cho mục đích duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình quản lý, kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng còn rất nhiều những cái chủ đầu tư rồi ban quản trị vân vân cũng còn nhiều những cái hạn chế về công tác phòng cháy chữa cháy, những cái khó khăn đấy về công tác phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như là nhiều những cái tòa nhà mà đi vào hoạt động trước đấy thì khi họ không có cái 2% cái phí bảo hành thì vân vân, thì đến khi mà kiến nghị ở bảo quản bảo dưỡng hệ thống báo cháy chữa cháy thì sẽ rất là khó khăn về trong cái việc đấy. Đã rất nhiều lần làm công văn đề nghị chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ra ban quản trị có tư cách pháp nhân, lúc ý thì ban quản trị mới có tư cách pháp nhân nhận phí bảo trì rồi có trách nhiệm bảo trì trong quá trình đấy, nhưng phí bảo trì của chúng tôi nằm ở chủ đầu tư nhưng sử dụng vào việc gì thì chúng tôi cũng không được biết, mà trong đó nhà chung cư ở thì hiện nay chủ đầu tư không có đầu tư gì, nước để thấm vẫn không sửa, cửa kính vỡ cũng không, tất cả mọi thứ thành ra là hầu như là bỏ rơi. Ngoài việc không chấp hành của chủ đầu tư về thiết kế nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng như quy định thì một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại về người và tài sản khi có hỏa hoạn xảy ra đáng phải bàn là vấn đề giúp cư dân tự giác tiếp thu kiến thức phòng cháy chữa cháy tại các chung cư hiện nay. Trong các buổi hướng dẫn cư dân cách thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra, chỉ lác đác vài cư dân và chủ yếu là người già, trẻ em tham gia, còn những người trực tiếp trụ cột trong gia đình lại không hề có mặt. Cái việc mà người dân hưởng ứng đi xuống để nghe tuyên truyền hướng dẫn thực ra là còn thấp. Đấy.
Ví dụ có những cái tòa nhà khoảng 200 hộ gia đình, chúng tôi đã phối hợp với ban quản trị, ban quản lý nhà thông báo mời xuống, nhưng mà đến khi mà chúng tôi xuống triển khai tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thì cái tỷ lệ các hộ gia đình này đi xuống còn rất là thấp. Đấy, rất ít, có những tòa nhà chỉ được độ khoảng 20%. Cùng với đó, tại một số chung cư, người dân còn chưa sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt như việc sơ suất cắm sạc điện thoại. Ngoài ra, nhiều chung cư cũ, mặc dù thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng người dân vẫn lấn chiếm hành lang. Đây là những nguyên nhân chính đẩy nguy cơ cháy nổ tại chung cư ở Hà Nội, nhất là những chung cư mới lên mức báo động. Trước thực trạng này, để đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho cư dân tại mỗi tòa nhà, cần phải có biện pháp mạnh của chính quyền cũng như cơ quan chức năng để nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như cơ quan quản lý, phòng cháy hơn là chữa cháy, nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và các thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng con người. Phải không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành triệt để các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân, mỗi người đứng đầu của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phần tổng hợp ý kiến của chúng tôi. Chúng ta sẽ phải tập trung rà soát với những đối tượng mà theo luật phòng cháy cháy là bắt buộc phải đảm bảo, có chính như vậy. Còn về nguyên nhân ấy, thì phân biệt là khu trú là nguyên nhân, là có được thiết kế và thi công đúng theo quy chuẩn hay không. Cái thứ hai là đúng theo quy chuẩn rồi, nhưng quá trình vận hành thì có đảm bảo đúng hay không? Thì trên cơ sở này chúng ta mới phân tách ra được là nguyên nhân nào thì xử lý tương ứng như vậy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố thì đã gửi các chủ đầu tư văn bản hướng dẫn xây dựng luận chứng, các cái giải pháp biện pháp bổ sung thay thế và đề nghị cục cảnh sát phòng cháy cháy bộ ngoan cũng như là bộ xây dựng để nghiên cứu. Trong cái đợt tới thì chúng tôi sẽ tổ chức một là sẽ đi kiểm tra tất cả các nhà cao tầng đấy, và sẽ kiểm tra kỹ theo cái hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố và sẽ xử lý nghiêm những cái lỗi vi phạm, những cái hạn chế vi phạm về phòng cháy chữa cháy của các cái tòa nhà, các ban quản lý, ban quản trị, ban điều trị. Thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường cái việc tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, mọi người phải thấy được, phải được nghe tuyên truyền, phải có cái ý thức trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, phải có cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là biết xử lý các cái tình huống khi có cháy nổ xảy ra tại cái tòa nhà, cái chung cư nơi mình đang sinh sống, và đặc biệt là có cái kỹ năng để thoát nạn khi có sự cố. Đối với hộ gia đình thì những cái thiết bị chúng ta cần trang bị chẳng hạn như là những cái thiết bị chữa cháy ban đầu, ví dụ như bình chữa cháy, rồi thì những cái đầu báo khói để chúng ta xử lý trong quá trình có cháy xảy ra, chúng ta phát hiện sớm và xử lý ngay. Hoặc là những cái thiết bị liên quan đến thoát hiểm cá nhân như là dìu cứu hỏa, mặt nạ phòng khói, quần áo chữa cháy, quần áo chịu nhiệt, rồi thì những cái thiết bị như dây cứu người, dây thoát hiểm nhà cao tầng. Đó là những cái thiết bị. Ngoài ra thì trong đối với hộ gia đình, chúng ta cần, nếu mà có điều kiện thì chúng ta trang bị hệ thống cảnh báo và khóa ga tự động để ngăn ngừa cái nguy cơ cháy nổ do ga xảy ra. Các biện pháp xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả phải để làm sao là gì, lớn hơn rất nhiều lần nếu cái việc họ cố tình muốn vi phạm. Điều đấy cũng là triệt để dập tắt ngay được cái ý định là gì, họ muốn vi phạm ngay từ đầu. Thưa quý vị, như vậy cháy nổ luôn là mối hiểm họa khôn lường, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và làm thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản của nhà nước, của nhân dân. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy không thể chỉ giao phó cho cơ quan chức năng, đó còn là trách nhiệm an toàn của xã hội. Và mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và đảm bảo an toàn cho xã hội. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.